xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, từng là địa phương có xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn trong hạ tầng, giao thông. Thế nhưng giờ đây, Định Môn đã là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sống hơn 50 năm tại địa phương, hơn ai hết, ông bà thấy được sự chuyển mình từng ngày của quê hương. Ai cũng mừng chứ không phải mình tôi không. Nghĩa là ai cũng mừng là lý do đó, đi tới lui dễ dàng bằng đêm đèn sáng rồi xe cộ đi tới lui dễ hết luôn. Xe bốn bánh chạy khắp hết trơn cái ấp này luôn. Hàng năm là chúng tôi cũng đã dành một cái phần kinh phí cũng như là sử dụng để sửa chữa cái lộ giao thông thôn, nâng cấp cái đường 4m, là trường học cũng đạt chuẩn quốc gia cũng khá tốt. Nhờ vậy thì bà con nhân dân của huyện Thới Lai trong thời gian qua xây dựng nông thôn mới thì rất là phấn khởi, bà con nhân dân thì tham gia rất nhiệt tình. Xẻ Quýt, vùng đất thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, một thời hoang tàn bởi bom đạn chiến tranh. Giờ đây, chương trình nông thôn mới đã giúp địa phương hồi sinh, hạ tầng giao thông hoàn thiện, hệ thống thủy lợi khơi thông, giúp nông dân khai thác hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Lúc đó thì về đường xá thì lộ đỏ, mà nhưng tôi về cách nay mười mấy năm, bây giờ cái đường này thì nó phát triển, bây giờ làm thành cái đường 850 của khu di tích Xẻ Quýt. Về sau này phát triển, trước người ta còn làm lúa, mà bây giờ người ta cũng lên vườn trồng sầu riêng, dân này cũng phát triển rất nhiều, sản xuất thì rất thuận tiện luôn. Bây giờ bán buôn thì xe đúc lại tới nhà này kia thì mình quá mừng cái vụ đó rồi. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo nên sức bật đưa nhiều địa phương vùng sâu vùng xa ngày càng phát triển bền vững. Sự khởi sắc đó sẽ là động lực tiếp sức cho chính quyền và người dân phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.